Lúc còn sống, tôi là một thương gia. Trong một lần đi buôn xa, ngang qua khu rừng vắng, gặp bọn thảo khó và bị sát hại. Chắc là do tôi thích cái bình đó quá, nên không nỡ để nó rơi vào tay kẻ cướp. Tôi đã ngã xuống cái vực đó với cái bình trên tay. Hồn tôi chắc còn vương vấn nhiều chuyện trần thế quá, nên không thể siêu thoát được mà nhập vô nó. Tôi đã nằm ở đó cô đơn bao lâu rồi. Mai mà có cậu nhập về và xem tôi như là bạn, nên tôi vui lắm. Ông nói là ông còn nhiều chuyện vương vấn trên thế gian. Ừ. Đó là chuyện gì? Tôi có thể giúp được cho ông. Cậu thật là tử tế. Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được trở về quê nhà, gặp lại vợ con và được chôn cất trên mảnh đất của tổ tiên. Nhưng mà ngặt một nỗi, tôi phải lên kinh thành theo lệnh của vua. Rồi tôi còn phải giúp ông chủ nhà trọ này nữa. Tôi đâu có tài cán gì về chữa bệnh, vậy mà lại hứa chữa bệnh cho vợ của ông ấy. Cậu đừng lo, tưởng chuyện gì, chứ mấy cái chuyện này tôi có thể giúp được cho cậu. Chỉ cần cậu tin tôi và nghe lời tôi tuyệt đối. Sau khi tôi làm xong mọi việc, tôi sẽ đưa ông về gặp gia đình. Tôi hứa đó. Sáng mai cậu cứ ra góc sân vườn bên phải quán trọ, lật tảng đá sẽ thấy một con bò cạp. Chính nó đã chích bà vợ ông chủ quán trọ và làm bà ta liệt giường bấy lâu nay. Cậu phải nhanh tay giết con bò cạp và đốt nó lên, pha với nước và cho bà ta uống. Cậu nhớ hết rồi chứ?